Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Tiết lộ người chồng ít ai biết của MC Cao Kỳ Duyên, dù nổi tiếng và thành đạt nhưng đường tình duyên của nữ MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại khá trơn tru. Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc trời phú mà còn là một người phụ nữ tài năng. Thế nhưng thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì đường tình duyên của chị lại lận đận bấy nhiêu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ người Việt ở Mỹ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc sống của cặp đôi khá sung túc và đầy đủ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không được bền vững bởi những bất đồng quan điểm của cả hai. Bà Đặng Tuyết Mai, mẹ của Kỳ Duyên, đã từng chia sẻ con gái và chồng xảy ra nhiều bất hòa trong cuộc sống bởi bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm và khô khan. Thậm chí ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diễn xa. Có lần bà kể, mỗi lần con đi biểu diễn, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang có bầu đứa thứ hai lại đi nguyên một tour về. Mẹ vừa lái xe vừa khóc nhưng không nói với con. Có lần bà kể, mỗi lần con đi biểu diễn, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang có bầu đứa thứ hai lại đi nguyên một tour về. Mẹ vừa lái xe vừa khóc nhưng không nói với con. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trải lòng về cuộc sống hiện tại sau nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết cô chưa bao giờ gục ngã trước bất kỳ mối tình nào, dù là hạnh phúc hay khổ đau. Gần đây, MC Kỳ Duyên khiến fan thích thú khi thông báo đảm nhận vai trò MC trong đêm nhạc Người Tình In Concert 2 bằng Kiều Phi Người Tình. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, quy tụ nhiều giọng ca đình đám như Thanh Hà, Minh Tuyết, Lệ Quyên, Như Ý. Được biết, Bằng Kiều nhất quyết mời nữ MC góp mặt trong chương trình. Nam ca sĩ còn thích thú cho biết sẽ cùng người đẹp hát hoặc diễn tiểu phẩm. Ngoài kể về tình yêu, show diễn của anh còn gửi gắm những điều đẹp đẽ về tình người sau đại dịch. Trải qua nhiều năm biến động vì dịch, MC Kỳ Duyên tâm sự, qua dịch Covid-19, tôi nhận ra một điều, sống cho chính mình, không sống trên dư luận, những gì thiên hạ muốn, chỉ cần không sống trái đạo nghĩa làm người. Đừng sợ những gì thiên hạ dị nghị, vì có thể ngày mai mình nằm xuống, tới hơi thở cuối cùng không ai có thể giúp mình, kể cả người thân. Lúc đó mình phải đi con đường đó một mình. Thành ra khi sống, mình phải tìm con đường hạnh phúc cho chính mình ở độ tuổi hiện tại. MC Kỳ Duyên cho biết tiền bạc không còn là thứ cô quan tâm. Điều nữ nghệ sĩ cần là cơ hội được biểu diễn và đón nhận tình yêu thương khán giả. Cô nói, ai cũng cần tiền bạc để sống nhưng xếp theo thứ tự thì tiền không phải thứ quan trọng nhất. May mắn cho tôi là suốt cuộc đời tôi đã làm việc chăm chỉ, dành dụm được một ít tiền nên nếu giờ làm bớt lại, tôi vẫn đủ. Trước đây có những ngày bay sâu mệt quá. Khi lên máy bay tôi chỉ ước gì đang được ở nhà. Nhưng bẵng đi mấy năm vì dịch không được gặp khán giả, thì mình lại muốn được mệt như vậy. Ngoài ra, gia đình là điều MC Kỳ Duyên ưu tiên hàng đầu, hơn cả tình yêu đôi lứa. Người đẹp khẳng định dù hạnh phúc hay khổ đau, cô cũng không bao giờ làm điều dại dột vì tình đầu tiên là gia đình. Hai cô con gái và mẹ của tôi là mẹ đơn thân nên tôi luôn tâm niệm, làm gì đi nữa cũng phải đứng vững vì mình là trụ cột duy nhất để lo gia đình. Không có mối tình nào có thể khiến tôi gục ngã, vì nếu tôi gục ngã, cả gia đình phải ngã theo. Từ mấy chục năm nay, tình yêu trai gái vẫn là điều thiết yếu thứ nhì trong đời tôi thôi. Thôi, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi tự tử vì tình. Tôi cũng không để tinh thần mình xuống đến mức không thể làm ăn, lo cho mẹ và con được. Nữ MC tâm sự, với những mối tình đã qua, MC Kỳ Duyên xem đó là trải nghiệm để ngày càng hoàn thiện bản thân và đúc kết cho mình mẫu bạn đời phù hợp. Cô chia sẻ, những người xấu mang cho mình đau khổ, nhưng mình vẫn cảm ơn vì họ là những người thầy tốt nhất. Qua những đòn roi cuộc đời, tôi đã trưởng thành, cho tới ngày hôm nay vẫn đứng vững, mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn những người tình làm cho mình đau khổ còn nhiều hơn những người đã mang tới cho mình hạnh phúc. Kỳ Duyên quan niệm tuổi tác không quan trọng, 50 hay 60 tuổi chưa phải là hết. Nữ nghệ sĩ gọi đây là độ tuổi vàng để tận hưởng cuộc đời sau khi con cái lớn khôn, tài chính ổn thỏa. Cô nói đã đến lúc mình thỏa chí du lịch khắp nơi và tự do làm những điều mình yêu thích. Sau hai cuộc kết hôn và ly hôn, Kỳ Duyên dường như thực sự suy sụp. Tuy nhiên cô nhanh chóng tìm lại được niềm vui, niềm an ủi mới cho mình khi ở cạnh người đàn ông kém tuổi, Đẹp trai và tài hoa David Duy Hân so với hai người đàn ông trước, David Duy Hân nổi trội hơn hẳn về phong độ và ngoại hình. Anh cũng luôn có mặt bên cạnh để chăm sóc, quan tâm Kỳ Duyên dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ show diễn nào. Tính tới nay, MC Kỳ Duyên và doanh nhân David Duy Hân đã bên nhau gần trọn một thập kỷ. Nữ MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cô và bạn trai trên trang cá nhân cùng những dòng lời chú thích ngọt ngào ở bên nhau gần 10 năm. MC Kỳ Duyên cho biết cô không tính chuyện kết hôn. Mọi người nghĩ cần một tờ giấy kết hôn hoặc đám cưới để ràng buộc, nhưng MC hải ngoại và người yêu lại gắn kết với nhau bằng chính sự thoải mái, cởi mở của mình. MC Kỳ Duyên hào hứng khoe, Duy Hân rất ga lăng. Anh thường bảo cô rằng, em thích sao, anh chiều vậy, thích lấy thì lấy, thích ở vậy thì cứ ở vậy, khiến cô không bị áp lực trong hôn nhân. Thích ngọt ngào ở bên nhau gần 10 năm, MC Kỳ Duyên cho biết cô không tính chuyện kết hôn. Mọi người nghĩ cần một tờ giấy kết hôn hoặc đám cưới để ràng buộc, nhưng MC hải ngoại và người yêu lại gắn kết với nhau bằng chính sự thoải mái, cởi mở của mình. MC Kỳ Duyên hào hứng khoe, Duy Hân rất ga lăng. Anh thường bảo cô rằng, em thích sao, anh chiều vậy, thích lấy thì lấy, thích ở vậy thì cứ ở vậy, khiến cô không bị áp lực trong hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.